Chào anh em. Trên đây mình hiện tại đang có một chiếc iPhone 7 Plus và anh em có thể nhìn thấy không? Trên điện thoại nó hiện là iPhone của bạn đang bị vô hiệu hóa và kết nối là iTunes. Thì có lẽ là nếu anh em nào bị cái trường hợp này rồi thì anh em sẽ biết là nguyên nhân vì sao, đúng không? Thì anh em nào chưa biết thì mình nói nguyên nhân luôn nhá. Nguyên nhân iPhone bị vô hiệu hóa ấy, thì là do anh em đặt mật khẩu và anh em bấm sai mật khẩu quá nhiều lần. Quá nhiều lần thì nó đã bị như thế này. Thì mình làm clip này ấy, thì mình để hướng dẫn anh em cách khắc phục và cách khôi phục lại chiếc máy của chúng ta để sử dụng bình thường nhá. Chứ còn nếu bị vô hiệu hóa như thế này là chúng ta không sử dụng được gì nữa đâu. Nó chỉ hiển thị như thế này cho anh em nhìn cái màn hình nó đẹp thôi, chứ chúng ta không thể vào bên trong và không phải làm gì được. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhá. Thì trước tiên vào các bước làm thì mình cũng phải nói thật với anh em này. Trường hợp iPhone của anh em bị vô hiệu hóa như thế này, bắt buộc là anh em phải restore lại máy hoàn toàn. Phải chạy, phải mất hết dữ liệu, phải mất hoàn như máy mới luôn. Chúng ta sẽ restore như lúc chúng ta mới mua. Và một điều rất là nguy hiểm, đó là anh em phải nhớ iCloud nhá. Anh em không nhớ iCloud ấy là chết dở nhá. Lúc đấy chúng ta phải điện Apple hoặc chúng ta phải đem đi phá, rất là phức tạp luôn. Thế bắt buộc anh em phải nhớ iCloud để chút nữa chúng ta có thể kích hoạt được cái máy này. Và toàn bộ dữ liệu của anh em, nếu anh em không lưu trên iCloud chúng ta sẽ mất hết. Trong trường hợp anh em lưu danh bạ lên iCloud này, hay ảnh này, hay một số ghi chú lên iCloud ấy, thì chúng ta đăng nhập iCloud nó sẽ về lại như cũ. Còn trường hợp anh em không lưu lên ấy là nó sẽ mất hết và như mới. Và một điều hiển nhiên nữa đó là chúng ta sẽ phải cập nhật lên bản iOS mới nhất, chứ không thể là giữ được nguyên bản iOS đâu nhá. Nhiều anh em đang dùng iOS 12 đang không muốn lên 13 thì bị trường hợp như này là bắt buộc phải lên 13 nhá. Và bây giờ đó là chiếc máy 7 Plus anh em nhá. Mỗi một chiếc máy iPhone sẽ có một cách làm khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình hướng dẫn anh em trên chiếc 7 Plus và sẽ gửi cho anh em xem những chiếc máy khác sau. Anh em cứ subscribe, đăng ký và chờ xem những chiếc máy khác, hoặc anh em có thể comment bên dưới mình sẽ làm cho máy khác cho anh em xem luôn nhá. Mình nhớ không nhầm thì mình có hướng dẫn anh em cách làm 6S và cách làm iPhone X đấy. Còn đây là chiếc 7 Plus. Thì để phá khóa ấy, thì đơn giản thôi. Rất đơn giản thôi, chúng ta không cần phải ra thợ đâu, ở nhà chúng ta phải làm được. Một điều bắt buộc là chúng ta phải có một chiếc máy tính nhá. Một chiếc máy tính chạy Windows hoặc Mac đều được. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em, mình đang dùng một chiếc máy tính chạy Windows và bắt buộc là phải có mạng internet anh em nhá. Phải có mạng internet mới làm được nhá. Tất nhiên rồi, khi muốn kết nối điện thoại máy tính thì chúng ta cần một chiếc cáp. Chiếc cáp Lightning, USB Lightning, có thể Type-C Lightning cũng được, nhưng mà máy tính chúng ta phải cổng Type-C. Nhưng ở đây mình sẽ dùng USB Lightning nhá, bởi vì mình không có điều kiện để mua máy tính xịn nên không có cổng Type-C Lightning đâu, mà mình chỉ có USB Lightning thôi. Rồi chúng ta sẽ cắm cái cổng USB này vào máy tính trước đi. Rồi ok nhá. Máy để nguyên này. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên máy tính. Anh em có thể nhìn mình thao tác trên máy tính nhá, mình sẽ ghi lại màn hình ở đây rồi. Thì để làm việc này là chúng ta đăng một cái phần mềm về. Nếu ở trên Mac hoặc là trên Windows thì giống nhau, chúng ta đăng một cái phần mềm về dễ dùng nhất ấy. Mình khuyên anh em cái phần mềm dễ dùng nhất đó là phần mềm Bauton, một phần mềm ngoài, không phải là một phần mềm của Apple nhá. Thì đơn giản thôi, cái phần mềm này chúng ta cứ vào trình duyệt. Cứ vào trình duyệt thôi. Chúng ta vào Google và chúng ta gõ chữ Bauton nhá. Anh em có thể nhìn trên màn hình mình ghi rõ đấy. Bauton này, tìm trên Google là có luôn. Đó, chúng ta vào ngay trang chủ này. Bau.com, chúng ta vào đây và chúng ta download cái này về. Thì ở đây mình đã download sẵn rồi. Mình đã download sẵn rồi, mình cài đặt rồi, cài đặt xong nhá. Cài đặt xong driver nhá, thì nó như này. Bây giờ chúng ta cứ bật cái phần mềm này lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên điện thoại. Việc đầu tiên ấy là chúng ta cứ cắm cáp vào máy tính và cắm cáp vào điện thoại đi. Đó. Thì nó có hai cách để chúng ta có thể khôi phục chiếc máy này, đó là chúng ta phải vào chế độ recovery hoặc là chúng ta vào chế độ DU nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em vào chế độ recovery. DU thì nó cũng tương tự gần như vậy thôi, nhưng vào recovery là dễ nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ tắt máy đi. Tắt máy đi nha. Đấy, cứ giữ được nguồn thôi. Giữ được nguồn và chưa sang lại tắt nha. Đấy, sau đó là nó tắt đi, chúng ta cứ giữ nhỏ tiếng. Chúng ta cứ giữ nó nhỏ tiếng nha. Cái này vào chế độ recovery ấy, thì chúng ta lưu ý là nó sẽ tùy thuộc vào phiên bản iOS thì nó sẽ hiển thị khác nhau. Đấy, thì ở đây mình đang ở một phiên bản iOS thì nó sẽ đen thui như ở chế độ DFU. Còn nếu mà những iOS khác ấy, như ví dụ iOS 13 ấy, thì nó sẽ hiển thị cái hình gần những cái hình này, thay cái iTunes này bằng hình cái máy tính. Còn đây là iOS 12 thì nó sẽ hiển thị là một phiên bản nào đó, nó hiển thị giống như ở trên màn hình đấy nhá, nhưng mà nó ghi là chúng ta đã kết nối với thiết bị đầu cuối là chế độ recovery này. Thì bây giờ đơn giản thôi, bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải ấn vào nút nâng cấp nhá. Ấn vào nút nâng cấp này. Ở đây nó sẽ có những cái phiên bản ROM để có thể chạy được, là phiên bản chúng ta phải chạy bản cao nhất nhá. Anh em lưu ý là chạy bản cao nhất này. Thì mình đã tải sẵn về rồi. Còn nếu mà chưa tải thì anh ấn nút tải về và chờ đợi chứ. Thì cái bước tải này về thì bắt buộc anh em phải có mạng và tốc độ mạng phải nhanh một chút thì nó mới tải nhanh được. Bởi vì cái ROM của chiếc máy iPhone 7 Plus là tương đối nặng ấy, nó rơi khoảng 4 GB ấy. Thì khi tải xong về như này nhá thì chúng ta sẽ tích vào cái phần là ROM như này. Đây và chúng ta có thể nhìn đây, mình chọn này. Đấy, mình chọn vào 13.3.1 nhá. Sau đó là mình sẽ có những cái phần như này là phần giữ dữ liệu này, phần kích hoạt qua recovery này, hay là phần
flash nhanh này thì chúng ta sẽ chọn flash nhanh nhé. Nếu mà chúng ta chọn phần dữ liệu ấy, thì nó chỉ nâng cấp thôi và hoàn toàn không khôi phục cái máy đâu, vẫn ở chế độ mà bị khóa như bình thường. Thì chúng ta sẽ vào chỗ nhanh nhất nha và sau ấn nút nâng cấp này. Đấy, thì nó sẽ báo là chúng ta sẽ bị mất hết dữ liệu ấy, thì chúng ta ấn đồng ý đi. Ok và chờ đợi nhá. Chỉ đơn giản vậy thôi và chúng ta chờ đợi. Chờ đợi thì anh em lưu ý là kiên nhẫn chờ đợi nhá. Anh em tránh trường hợp là anh em mất mạng, mất điện này, mất tuột cáp này, thì khi vào trường hợp mà mất mạng, mất điện và tuột cáp này thì chúng ta phải làm lại từ đầu thôi chứ máy điện thoại nó không chết được đâu. Anh em lưu ý như vậy. Và một điều là chắc chắn anh phải có một chiếc cáp thật là tốt nhá. Nếu mà chiếc cáp mà lỗi thì chúng ta sẽ bị lỗi và phải làm lại từ đầu đấy. Và chúng ta sẽ chờ đợi khoảng tầm khoảng 10 đến 20 phút. Kiên nhẫn chờ đợi nhá. Ok nha. Sau khi chờ đợi nó chạy xong ấy thì ở trên phần mềm Powtoon nó báo anh em này là báo chúc mừng đã flash sạch sẽ thành công. Có nghĩa là chúng ta đã làm thành công rồi và máy của chúng ta hiện tại bây giờ nó bị tắt và nó sẽ khởi động lại. Thì cái bước này anh em cũng phải kiên nhẫn chờ đợi nhá. Nó cũng không nhanh đâu, cái bước này nó mất một vài phút ấy. Anh em không nên là lo sợ nhá. Bởi vì nhiều anh em cảm thấy nó lâu quá ấy, thì anh em lại vội vàng tắt đi thì nó lại phải khởi động lại. Anh em lưu ý như vậy nha, cứ chờ thôi, cứ chờ nó lại lên tiếp. Đấy, nó chạy lại như này. Anh có thể nhìn thấy không? Bước này là bước là nó set up ban đầu, có nghĩa là bước vừa giờ là anh em cứ hiểu đúng là nó sẽ nạp dữ liệu vào trong cái chiếc máy này, còn bây giờ là bước là nó sẽ cài đặt những cái ứng dụng ấy, những cái ứng dụng như là gọi điện các thứ vào trong hệ điều hành ấy. Thì anh em lại chờ đợi một chút nữa nha. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này, bởi vì anh em hiểu một bản ROM của chiếc máy này nó lên đến 4GB, nó ngang ngửa một bản Windows của anh em ấy. Thì anh em cũng phải kiên nhẫn để chờ đợi, nó không thể chạy nhanh đâu. Khi mà anh em chờ thấy nó chạy được tầm 2 phút mà xong này thì nó đã quá là nhanh rồi. Thế nên anh em cố gắng kiên nhẫn lần nữa nha. À, và đây là chiếc iPhone 7 Plus anh em nhé. Hiện tại bên mình đang bán với giá chỉ có hơn 6 triệu thôi. Bản 32GB mình bán tầm khoảng 6,5 đến 7 triệu, mà bản 128GB thì mình bán đắt hơn tầm 500 anh em nhé, 5-600 7-800 gì đấy. Đấy. Thì để cập nhật chi tiết anh em cứ vào đường link để phía dưới mô tả nhé. Không thì anh em sẽ vào website msm.vn hoặc là anh em điện thoại cho mình số điện thoại là 025-652-6789, địa chỉ xem hàng bên mình ấy là 170 Lạch Tranh anh em nhé. Đấy, khi khởi động xong thì nó sẽ vào cái phần màn hình như này này. Thì đầu tiên nó sẽ chào bằng tất cả ngôn ngữ. Đó, ngôn ngữ bằng tiếng Anh này, tiếng Việt, tiếng Trung này, hay tất cả các ngôn ngữ nó sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta sẽ ấn Home nhé. Đây, và sau đó chúng ta sẽ vào phần là tiếng Việt này. Đây, vào phần là Việt Nam này. Từ cái bước mà mình hướng dẫn anh em ấy, anh em mới hiểu là nếu trong trường hợp anh em máy của anh em bị hỏng nút nhỏ tiếng ấy thì anh em sẽ không làm được việc này đúng không? Đó, thế tất cả các phím mà anh em phải dùng bình thường nhé. Chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi, bắt buộc là phải có Wi-Fi nhá. Mình lưu ý với anh em một điều như thế này. Trường hợp anh em dùng máy lock ấy, khi anh em đi to lại thì anh em có thể tháo SIM ra để kích hoạt vào bên trong. Tháo SIM là kích hoạt vào bên trong nhá. Còn vào bên trong thì sau này anh em kích hoạt SIM như nào ấy thì anh em biết làm, anh có thể làm hoặc anh em có thể qua cửa hàng để người ta có hàng SIM cho. Bởi vì là khi chúng ta chạy xong này, tất cả những cái fix SIM từ trước cái này nó sẽ bị mất hoàn toàn. Thế nên là bắt buộc là chúng ta phải fix SIM lại từ đầu anh em nhé. Anh em bỏ SIM để kích hoạt được vào bên trong. Còn nếu mà anh em lắp SIM thì nó sẽ báo luôn là SIM không hỗ trợ, chúng ta sẽ không kích hoạt được đâu. Đấy, phần này là nó kiểm tra xem tài khoản anh em có bị iCloud hay không ấy. Nếu có iCloud nó sẽ hỏi luôn, còn nếu không iCloud thì chúng ta sẽ vượt qua cái bước này nhé. Cái này các anh em phải kiên nhẫn chờ đợi, tất cả mọi bước đều anh em đều phải kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta không thể vội đâu. Đấy, chúng ta là như này, có thể đấy, khi mà chúng ta không có tài khoản iCloud thì nó sẽ nhảy vào luôn cái bước này và chúng ta sẽ ấn tiếp tục thôi. Còn nếu có nó sẽ hỏi anh em đăng nhập vào là xong. Mình sẽ bỏ qua hết tất cả các bước để nhanh anh em đỡ mất sốt ruột để xem nhá.
mình có thể bỏ qua hết, không không cài đặt mật khẩu luôn. Đó, thì bây giờ là những cái bước này là chúng ta có thể lấy lại dữ liệu này, chúng ta khôi phục dữ liệu từ iCloud này, chúng ta khôi phục từ máy tính này, chúng ta khôi phục từ một chiếc iPhone khác hoặc là một chiếc Android này. Bây giờ là mình sẽ không khôi phục nhé. Đó, chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này, mình sẽ bỏ qua hết luôn. Đó, mình sẽ bỏ qua này, tiếp tục và tiếp tục. OK, bây giờ mình đã kích hoạt xong và máy của mình dùng bây giờ mình đã kích hoạt xong nhé và máy của mình hoàn toàn dùng bình thường nhá. Chúng ta có thể xem này, mình đã chạy lên bảng iOS cao nhất. Đó, đơn giản như vậy thôi, mất hết toàn bộ dữ liệu luôn và sẽ không còn gì cả. Anh em lưu ý như vậy, iCloud chúng ta nhập lại và lấy dữ liệu như cũ thôi. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi nhá. Anh em xem mà thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Anh em cho mình một like để ủng hộ mình nào. Và nếu anh em muốn mình hướng dẫn một chiếc máy nào khác mà anh em không phải là 7 Plus thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ làm video sớm nhất cho anh em. Anh em muốn làm mình hướng dẫn từ xa thì anh em cứ gọi điện cho mình để mình làm nhá. Để mua sản phẩm này thì anh em có thể gọi điện cho mình hoặc đặt hàng qua website mình là mmr.vn. Các anh em xem clip nhá, chào tạm biệt anh em.